các ông muốn lật đổ được Đảng Cộng sản thì các ông hãy giúp những người dân nghèo Việt Nam, để người ta thứ nhất là giúp người dân Việt Nam làm ăn về kinh tế, người dân nghèo người ta làm ăn về kinh tế để cuộc sống người ta vươn lên thì tự nhiên người ta sẽ tin tưởng vào các ông, một phần người ta tin tưởng vào các ông, cái đường lối của các ông đi đúng đấy thì nhân dân người ta sẽ tin tưởng vào các ông đấy, các ông nói không có người nghe, các ông lại toàn xuyên tạc về đất nước, xuyên tạc về lãnh tụ thì các ông nói ra tự nhiên các ông này coi như là không khác các ông ấy, đâm đầu vào đống cứt ấy. Thì làm sao mà người ta nghe các ông nói thật, tôi nói sự thật, xin lỗi mọi người, tôi nói đấy là nói đúng là sự thật đấy. Xin mời hãy cứ chọn. Rồi hạnh phúc chào mọi người cũng như là cháu chào bác Trần Siêu nha. Tại vì Rồi xin chào. giờ này tắt đèn ngủ rồi nên không có thấy mặt nha. Rồi. Dạ rồi thì vô nửa chừng thôi thì con cũng xin góp ý chút xíu là cái bọn ba que này thì nói tới nói lui thì nó chỉ có bao nhiêu đó thôi ạ. Bao nhiêu đó thôi. Một là Bác Hồ, hai là bây giờ Trung Cộng sang Việt Nam, ba là Đảng Cộng sản bán nước thế này thế nọ, ô nhiễm này kia nọ đủ thứ trên đời. Thì tất nhiên nó phải có cái để mà nó nói chú ạ. Nó có cái để mà nó xuyên tạc, nó có cái để mà nó dụ dỗ được người dân. Đúng Thì rồi. bây giờ nói đơn giản một điều thôi, bây giờ những cái thằng, những cái con mà bên Mỹ mà ngồi một chỗ mà kêu kêu gọi kêu hô hào á thì có ngon, nếu mà có ngon thì đi về cầm đầu để mà biểu tình đi. Nếu mà quân tử, nếu mà quân tử ở đây, nếu mà thằng thằng Đào Minh Quân, thằng Benny Trương, thằng Tân Thái, con Ly Sa Lé mà về Việt Nam mà đi biểu tình á, là ở đây con đi biểu tình theo nó luôn. Đúng. Đi về đi Nó biểu giỏi tình ngay rồi đi. đó. Đứng lên hô hào đi. Ra một cái đường lối chính sách để rồi hô hào cho dân người ta nghe đi. Đó. Ở đây không phải là người Việt Nam á, người ta không có lý trí, không phải là người ta ngu, không phải là người ta mù. Tất cả mọi thứ nó diễn ra trong cuộc sống hàng ngày thì chúng ta đều thấy nó như thế nào mà. Chứ Đúng đâu phải rồi. là đợi cái bọn nó nói ra, đâu phải là cái lũ đó là cái chân lý của cuộc sống, đâu là phải là lý tưởng của cuộc sống, nói ra cái gì là người ta đều nghe đâu. Tất nhiên là con người người ta có cái sự suy nghĩ, người ta phải phải suy xét chứ. Ngay cả cái lịch sử của người ta mà đem đi xuyên tạc như vậy, Bác Hồ mà đi xuyên tạc như vậy, nhưng mà nó không xuyên tạc, nó không phải là ba que, nó phải xuyên tạc bác ạ. Nên á, cái bọn này á, là nó đi phải đi xuyên tạc, nhưng mà cái vấn đề ở đây á, là khổ nổi là cũng có những cái người mà người ta nghe, nhưng mà người ta nghe là chỉ là một số số ít thôi. Chứ thật sự ra người Việt Nam á không phải là người ta ngu, người ta mù, người ta đuôi, người ta không thấy đường mà người ta không biết cái gì hết. Đúng. Bây giờ đó cứ cứ muốn là biểu tình, cứ muốn lật đổ Đảng Cộng sản Việt Nam, trong khi đất nước người ta thanh bình gần chết, sung sướng, vui vẻ, ấm no, hạnh phúc như vậy. Mà con lên con thấy vậy nè bác Trần Siêu ạ. Nó lên nó cứ suốt suốt ngày nó cứ cứ là kêu là dân khổ, rồi tham nhũng, rồi bán đất bán nước cho Trung Quốc. Nó cứ cứ như đó, cứ nói tới nói lui, nói tới nói lui hoài, mà giải thích hình như là giải thích hàng ngày, nhưng mà nó không có chịu, nó vẫn biết là như vậy. Ở đây con thấy là vẫn biết là như vậy, nó vẫn hiểu, vẫn biết là như vậy, mà nó vẫn đem cái vấn đề đó ra để mà nó nói. Bây giờ mà muốn ở trên nước nước giàu á, cho tất cả mọi người đều giàu á, thì các ông các bà đó đừng có phải đạp, đừng có đổ, đừng có đạp đổ đất nước đi, đừng có phá đi. Đất nước Việt Nam nó có giống như những cái đất nước khác không? Đúng. Đất nước mà những cái đất nước khác nó có giống như Việt Nam, ông cứ so các ông các bà cứ so sánh giống như bên Mỹ đi. Tại sao Trung Quốc người ta cái nhóm người ta qua bên đó, người ta qua
con nói bác Trần Siêu nghe này, người ta cái nhớ người ta là dân là Hoa Kiều ở Trung Quốc, mà người ta qua bên đó người ta bây giờ người ta chăm chỉ, người ta làm ăn, người ta cần cù, người ta học hỏi những cái điều hay điều tốt của bên Mỹ mà người ta mang về ở việc ở bên 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 Trung Quốc á, người ta đóng góp cho đất nước của người ta và người ta xây dựng cho nước Trung Quốc của người ta càng ngày càng giàu mạnh. Cái điều là cái điều mà mọi người thấy rất là rõ ràng. Có bao giờ mà mọi người thấy mà bên 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 Mỹ á, mà người kiều bà người Hoa Kiều á, họ cầm biểu ngữ họ ra đường họ đã đảo không? Có bao giờ không? Trời, Đúng. còn còn cái bọn Việt 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 Kiều bên đó đó, suốt ngày cái mình ở đây mình sẽ chia ra là hai nhóm nha. Những cái người kiều bào chân chính người ta đi làm việc mình không nói nha, mình chỉ nói là cái lũ mà hưởng từ tiền trợ cấp để mà suốt ngày đi đả đảo á. Các ông các bà thấy á, mình giống ai không? Trong khi mà nước trong khi á, bên Trung Quốc nó qua bên Mỹ, bây giờ cái kiều bào ở cái số mà Hoa Kiều ở Trung Quốc á, bác Trần Siêu ạ, là nó nhiều hơn Việt Nam, nó nhiều hơn ở bên Mỹ, là nó nhiều hơn, nhưng mà cái cộng đồng người ta rất là yêu thương nhau. Phải nói một điều là người Hoa đó họ rất là yêu thương và họ biết là trân trọng cái giá trị cái dân tộc của họ, họ bảo vệ cho nhau dữ lắm. Còn Đúng bác rồi. giờ bác thấy cái người mà kiều bào Việt hoặc Việt kiều của mình ở bên bên Mỹ á, nó giống như là một cái nồi cháo heo không? Trong khi á, những cái điều mà tốt, những cái điều hay á, thì không có chịu mà đi học hỏi. Suốt ngày cái bây giờ là đi biểu tình, đi đả đảo, đi chống đối. Mà họ đi chống đối ai? Trong khi á, là đi chống đối đất nước Việt Nam của mình. Đúng Đâu, bây giờ có thằng Tây, thằng Giờ, thằng Tây, thằng Tàu, thằng Giặc nào đâu. Bây giờ tại sao không có về 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 quê hương đóng góp mà suốt ngày cứ bây giờ cứ đi đi đạp đổ đất nước, đi chà đạp đất nước mà bắt đất nước là phải phải phát triển. Cứ chê bai đất nước mà trong khi đó người ta đang cố gắng người ta hoàn thiện đất nước của mình hàng ngày để cho mọi thứ nó tốt đẹp hơn mà không có chịu chung tay mà để mà xây dựng đất nước, mà suốt ngày người ta xây dựng bao nhiêu thì đạp đổ bấy nhiêu mà cứ đòi dân ở trong nước là phải giàu. Tất nhiên á, là một cái đất nước mà nó bị hoang tàn bởi chiến tranh sau hàng thập kỷ thì người ta phải có cái thời gian để người ta xây dựng để mà tất cả mọi thứ nó tốt đẹp chứ. Đó. Rõ ràng là mọi người thấy là bây giờ nó cũng đã tốt đẹp rồi, nhưng mà để mà thực sự tốt đẹp thì nó chưa có nó chưa hoàn hoàn chỉnh. Mình không thể nào mình so sánh với một cái đất nước Mỹ được hết á. Nước Mỹ là một cái nước mà giống như là nó chỉ mang quân nó đi đánh người ta thôi. Còn nước Việt Nam mình là toàn bị người ta đánh. Bao nhiêu cái cuộc chiến tranh từ đế quốc thực dân rồi Trung Quốc này kia nọ mà bây giờ người ta đang có cái trên cái đà xây dựng phát triển như vậy á. Cứ đó ngồi nó suốt ngày bây giờ chưa thấy thằng 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 giặc ngoại ngoại bang nào hết á, mà đã có giặc nội xâm rồi, giặc nội xâm á, từ ở ngoài hải ngoại rồi từ ở trong nước rồi cứ nối kết với nhau rồi cứ đạp đổ chống phá đất nước. Những cái gì mà tốt đẹp của người ta thì không công nhận, không tôn trọng. Những cái gì mà người ta còn hạn chế, những cái mặt mà người ta còn còn muốn khắc phục á, thì đem ra để mà chế nhạo, để mà nhạo báng, để mà chửi rủa. Cái hỏi chứ bây giờ mà con nói với bác nghe này, cái lũ này á là một cái lũ mà kêu mà nó cá mè một lứa, nó ở ở ngoài hải ngoại nó ngu mà nó hung ác mà nó tham lam á, thì nó truyền cái ngu cái hung ác cái tham lam cho đến cái ở ở trong cái dân ở trong Việt Nam mình. Chứ cái người dân mà tri thức, cái người dân mà có việc làm, cái người dân mà người ta hiểu hiểu biết á, có đời nào người ta đi nghe theo đâu. Đó. Nó chỉ Đúng có ở bạn. trong đây thì bây giờ trong đây cũng chưa có nằm ngửa tay xin tiền. Nó giống y như bên Mỹ, con nói thiệt chứ, bên Mỹ hồi xưa mà nó chia Việt Nam ra thành Việt Nam Cộng Hòa với Cộng sản vậy đó, bác Trần Siêu ạ. Hồi xưa Rồi. cũng chia ra như vậy rồi nó bên Mỹ nó đổ tiền về. Rồi nó thuê làm lính cho nó đi đi đánh giết lại đồng bào Việt Nam mình.
Bây giờ cái thời đại hòa bình thì nó cũng y hệt vậy, nó cũng lấy cái cách đó để mà nó làm như vậy, nó cũng bỏ tiền ra nó mới thuê những cái thằng dân chủ cũi trong nước đứng dậy mà phản đổ phản bội đất nước để mà chống phá đất nước, y hệt như vậy, không khác một tí xíu nào đó. Nhưng mà nó khác nhau ở chỗ là hồi xưa là chiến tranh là bằng bom 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 đạn, bằng súng, bằng ống, còn bây giờ là bằng cái tư tưởng. Nhưng mà cái Đó. tư tưởng này nếu mà chúng ta không ngăn chặn ngay từ lúc này thì nó sẽ xảy ra tới chiến tranh. Mà chiến tranh ở đây á, là mọi người thấy không, đâu có cần phải là có giặc đâu mọi người, mà giặc ở đâu, Đúng. giặc là ở trong nước, đánh ở trong nước nữa, nó y như hồi xưa nữa. Bác Trần Thiêu thấy không, hồi xưa thì Việt Nam Rồi. đánh Việt Nam, bây giờ lại muốn Việt Nam đánh Việt Nam tiếp Đó. đó. Nhưng mà để mà nó muốn được cái điều đó thì nó phải xuyên tạc, nó xuyên tạc tất cả những cái gì mà nó có thể nó xuyên tạc từ Bác Hồ, từ hồi xưa, từ lịch sử và cho đến cái thời điểm hiện tại. Cái thời đại công nghiệp hiện tại á, bây giờ người ta xây dựng nhà máy, máy móc này kia nọ, họ có bị ô nhiễm không? Nước nào không ô nhiễm? Cái thời đại này á, thời đại công nghiệp hóa hiện tại á, thì không có ở nước nào mà không có bị ô nhiễm hết á. Mà tới Việt Nam á là nó cứ là đổ đổ lỗi cho cộng sản. Thậm chí mà con nói bác nghe này, cái người mà người ta bệnh nó cũng đem ra, nó cũng đem chế giễu cho được những người diễn Đúng. viên, những người ca sĩ rồi á. Con thấy chưa có cái lũ nào mà nó đê tiện như cái lũ này bác Trần Siêu à. Thậm chí người ta bệnh mà nó cũng đem ra để mà nó lợi dụng cái việc người ta bệnh để mà nó xuyên tạc cũng được. Bệnh ở đâu mà không có bệnh, chỗ nào mà không bệnh? Ở bên Mỹ là cái vấn đề mà cái nạn nó ung thư á, là nó đứng hàng thứ mấy, nó không bao giờ nó chịu suy xét hết á, nó không bao giờ nó chịu tìm hiểu bên Mỹ, mà lúc nào nó cũng ca ngợi bên Mỹ. Mà con không hiểu sao mà đất nước Việt Nam là đất nước quê cha đất mẹ của nó mà suốt ngày nó chỉ có muốn đạp đổ. Cái lòng thật sự ra con nói với mọi người này, phát xuất ở đâu, phát xuất từ cái lòng ích kỷ của con người ta ra thôi. Con người ta ích kỷ, và cái ích kỷ đó nó ăn mất luôn cái lương tâm, cái lương tri, cái lý trí của cái lũ này rồi. Đâm ra nó không có còn phân biệt lý lẽ, lý lẽ phải đó, và chân lý gì hết á. Nó bây giờ là chỉ muốn á, nó chỉ muốn một điều duy nhất á, là đạp đổ Đảng Cộng sản Việt Nam để nó về nó cai trị. Mà mọi người á, ở đây á, những anh chị em trong diễn đàn này có muốn mà một cái thể chế mà suốt ngày mà giống như cái lũ Ba Que này về cai trị không? Ở đây anh chị em nào muốn vừa ăn cướp vừa la làng, nói chung là không có, nói chung là đối với con không có chừa một cái kế sách nào mà với cái lũ này đó, đê tiện bẩn thỉu hèn hạ, nói chung là không có còn một cái từ ngữ gì để mà diễn tả cái bản chất của cái lũ này. Không, cũng nhanh thôi, chúng sẽ lộ mặt hết, nhân dân Việt Nam sẽ hiểu hết những cái bộ mặt thật của bọn chúng. Đấy, không đâu đâu, tới đây rồi họ sẽ hiểu hết cái bộ mặt thật của bọn chúng mà thôi, không lâu xa đâu, mọi người hãy cứ yên tâm là như thế. Cái thằng Phan Anh Rồi. Giả này, Yên, để chú trả lời Phan Anh Giả này, Bộ trưởng Bộ Y tế Lào nhập thuốc giả vào, sao mày ngu thế? Mày nhìn thấy cái bằng chứng nào bảo bà Nguyễn Kim Tuyến đi nhập mà mang tiền đi nhập thuốc giả về? Hả? Mày cho một cái bằng chứng là bà Nguyễn Kim Tuyến đi nhập thuốc giả về đi. Mà mày nói Bộ trưởng Bộ Y tế đi nhập thuốc giả về. Mày nói ngu như mày thì ai người ta nghe được. Nói như thế nào mà hiểu biết thôi. Tao nói cho mày biết là như thế. Cái này mày phải tìm hiểu đi, kỹ đi. Tao giải thích cho mày thì mày chắc cái đó mày cũng chưa hiểu đâu Phan Anh Giả này nhé. Đấy. Mình nói với cái bạn này nghe này, tất cả những cái vấn đề mà Tao tiêu với cực ở lại không có trong tin tức. Đây này, tao nói để cho lại hiểu đại ca Nguyễn với thị thần Phan Anh Giả hiểu này. Cái công ty nhập thuốc đó họ được đấu thầu, họ được quyền nhập. Đấy, họ đấu thầu, những cái đấu thầu mới được quyền nhập, những trúng thầu mới được quyền nhập thuốc này. Nhưng cái công ty đó vì lợi nhuận, chứ đừng nói là Bộ trưởng Bộ Y tế, vì lợi nhuận
họ nhập cái thuốc kém chất lượng vào thì bộ y tế người ta phát hiện ra thì công ty đó nhập thuốc thuốc cái thuốc kém chất lượng vào đấy, thì họ bắt cái công ty đó, thế là đổ cho bộ trưởng bộ y tế à? Nói cái gì nó phải đúng, nói bừa nói bãi, nói như thế là nói bừa, đó là xuyên tạc, biết chưa? Đấy là một cái xuyên tạc rồi. Người thằng Phan Anh Giả này nó bảo rằng là nó là người trong nước, mà nó ngu như thế thì đúng nào? Tôi theo bọn nó que đi, Phan Anh Giả cứ theo bọn nó que đi, đừng có nói chuyện ở đây với những người trong nước. Đấy, bộ y tế người ta phát hiện ra, người ta bắt cái công ty đó, thế đổi cho bộ y tế nhập vào. Sao mày nói ngu thế? Tao không muốn nói mày ngu đâu, nhưng mà vì mày quá ngu, hỏi những câu quá ngu như thế, mày hiểu như thế là quá ngu, tao buộc tao phải nói mày ngu thôi, chứ tao không muốn nói mày ngu đâu. Vì ngày mày là người Việt Nam với tao, mà tao nói mày ngu là tao cảm thấy đau lòng. Nói bọn bao que nó ngu thì tao nói tao không có vấn đề gì cả, nhưng nói là mày bảo là người Việt Nam, mày ở đường ở cái đường Hoàng Hoa Thám đấy, nếu mày ở Hoa Thám mày gặp tao đi, mày hỏi bất kể một câu nào đấy. Gặp tao đi mà hỏi, nếu cần tao không trả lời được, tao đưa mày đến tận nơi những cái người người ta có trách nhiệm trả lời cho mày, được chưa? Mà nói cho Mà những nói cái cho bạn những cái bạn cái bạn dân chủ cùi cái này kia bằng dân chủ cùi hả bác Trần Siêu ạ? Đất một cái đất nước á thì rõ ràng á khi mà nó phát triển nó sẽ có những cái hệ lụy của cái sự đúng phát rồi, triển đó, đúng là từ cái lòng tham của cá nhân của những con người. Và ở đây này giống như các bạn cũng đang tạo cho đất nước là những cái con sâu đấy. Thay vì các bạn chung tay để mà bảo vệ đất nước thì bây giờ các bạn lại lại chung tay với cái lũ ba que để các bạn đạp đổ lại đất nước, thì các bạn cũng là những cái con sâu ấy, những cái thành phần mà chống phá phá hoại lại đất nước ấy. Nên các bạn cũng nói cũng cũng giống như là những cái kẻ là tội phạm đấy. Đâu có đâu, một đất nước người ta đâu có muốn như vậy đâu. Giống như là mọi người thấy không, khi một cái việc gì đó nó diễn ra thì tất nhiên cái việc đó họ làm sai thì đất nước họ những cái người làm chính quyền họ mới phát hiện được, họ phát hiện được rồi họ mới đưa lên những cái thông tin báo chí, những cái thông tin trên truyền truyền hình, trên báo đài để cho các anh các chị đọc. Các anh các chị đọc đó, thì các anh chị không chịu tham khảo, à cái đó là cái tin đó là cái ông bà đó đã làm như vậy, bà bị bắt này kia nọ, lại lấy cái đó để đi xuyên tạc. Rõ ràng là mình đi xuyên tạc chứ Thế chứ bây giờ làm chắc sao là mà bây giờ ví dụ như là cái thằng Phan này giả này mày đi buôn thuốc phiện thì mày cũng đổi cho là bộ y tế người ta mang thuốc phiện và người ta buôn bán thuốc phiện à? Thế mà tìm ra mày, người ta bắt mày cho mày đi tù đấy, mà lên án là phải lên án mày chứ làm sao lên án cái bộ trưởng bộ y tế được, đúng không? Mà đổi cho bộ y tế nhập thuốc lên lậu về đấy, nhập thuốc giả về, đúng là cái bọn không chịu mở óc suy nghĩ. Nên mày chỉ cần nói lên câu đó, người ta hiểu mày ở cái trình độ nào rồi, hiểu biết là cái trình độ rồi. Người Việt Nam tao cũng có mấy người hiểu biết cái trình độ như mày, đứa trẻ con người ta cũng hiểu được cái nó ra làm sao. Vậy là mày là người bảo mày là người Việt Nam sống ở đường hoang Hoa Thám ở thủ đô Hà Nội, thế mà mày lại hiểu như thế thì không biết là cái trình độ mày ở cái trình độ nào đấy. Thế thôi, mình phải hiểu ra cái nào là cái đúng, cái nào là cái sai, đấy mới là con người. Chỉ có con vật đấy thì là nó mới thấy, ví dụ như con, người ta nuôi con, nhà tao nuôi con chó đi thì nó để trong nhà thì ai vào là nó sủa lên cho chủ người ta biết, sủa lên để cho người chủ người ta biết là có người vào trong nhà đấy. Đấy là một con chó người, nó còn khôn tí. Còn có loại con chó ngu nữa thì kẻ trộm vào nó cũng vẫy đuôi nó mừng cơ. Đấy, đấy là chó ngu. Thì tao không biết mày ở cái dạng này loại chó nào, không biết mày ở cái loại chó khôn hay loại chó ngu đó, so sánh hai con chó đi. Đấy, như mày thì chắc là vào cái loại chó ngu thôi, kẻ trộm vào cũng vẫy đuôi mừng rối rít đấy, chứ không được là loại chó khôn đâu. Nói thế để cho hiểu.
Đó. Rồi, xin mời cháu tiếp tục. Nói chung là cuộc sống nó luôn có hai mặt mọi người ạ, à, mặt tốt mặt xấu, nên cái việc đó chúng ta phải thừa nhận. Và mặt tốt thì chúng ta là hưởng ứng và mặt xấu là chúng ta bài trừ. Cái việc đó là cái việc đương nhiên, à, một cái xã hội nào cũng 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 cần phải lên án hết á. Và khi mà người ta làm một cái việc gì xấu thì à, lúc lúc đó người ta làm thì đất nước người ta mới biết, người ta mới bài trừ ra thôi. Và bài trừ ra rồi á, nếu mà không đưa lên á thì các bạn nói bao che, còn nếu đưa ra thì các bạn lấy cái đó để mà các bạn là xuyên tạc. Nói chung Đổ á cho là cái lãnh đạo. và đổ lỗi cho cộng sản. Nói chung là tất tần tật từ A tới Z không có cái gì mà không có xuyên tạc được hết. Thậm chí Bác Hồ mà còn đi xuyên tạc nữa, huống chi là mấy ông đảng Cộng sản Việt Nam. Mà mình phải nhìn lại những cái gì mà mình đã có ngày hôm nay để mình trân trọng. Cái việc mà bạn lên trên mạng để mà bạn đi xuyên tạc hàng ngày á, cái mạng ở đâu mà bạn có, cái internet ở đâu mà bạn có, điện ở đâu mà bạn có bạn xài, là cũng nhờ cộng sản chứ ở đâu mà ra. Ủa mấy cái đó bạn Đó. không nhờ người ta à? Bạn cái đó là bạn phải phải cảm ơn người ta trước chứ. Nó có nhiều người mắc cười lắm mà Bác Trần Siêu ạ, à, con thấy là rất là ngộ. Đó. Cái việc người ta làm cho mình á thì mình không có trân trọng, Ừ. mà lúc nào cũng đi đòi hỏi. Đó. Mà những cái người mà người ta làm, người ta đóng góp cho cái cuộc sống này, người ta không đòi hỏi, mà những cái người không có đóng góp được cái gì hết lại đi đòi hỏi. Giống như bác thấy không, những cái người mà người ta đi làm lương cao á, người ta phải đóng thuế đó. À. Người ta đi phải đi đóng thuế đó. Còn có những người người ta đâu có đóng đóng thuế đồng bạc nào đâu. Đó. Nên á, mình sống ở đây á, bây giờ nói đơn giản một điều như thế này. Chúng ta sống ở trong cái thời điểm hiện tại á, là chúng ta được cái sự đánh đổi cái mạng sống của hàng triệu người ông cha ta ngày xưa để có được cái ngày hôm nay. Là cái điều mà chúng ta phải phải nói chung là đơn giản nhất mà chúng ta phải trân trọng. Ông cha ta đã hy sinh mà chiến tranh biết bao nhiêu cái cuộc chiến tranh để mà chúng ta có được ngày hôm nay. Cái đó là cái điều chúng ta phải trân trọng. Còn cái vấn đề mà cái cuộc sống đang phát triển, nhà nước đang tạo ra cái điều kiện cho mình và bản thân của mình cũng phải là cùng nhà nước để mà phát triển, chứ không phải là mình ngồi ở đây mình ngóng bên Mỹ để mình đòi hỏi. Mỹ bên đó người ta cũng làm chết cha chết mẹ người ta, chứ đâu phải là người ta ở không để mà người ta sướng. Phải không Bác Trần Thiêu ạ? Đúng. À? Ai ai sống cái xã hội nào nó cũng cũng phải đi làm hết á. Bây giờ á, các bạn ở đây, các bạn làm 5 6 triệu một tháng các bạn sống cũng đủ, mà các bạn quên Mỹ sống có lương khoảng 2 3 ngàn đô thì nó cũng hết thôi mọi người ạ. Đúng. Ở đâu thì nó cũng như vậy, cái quan trọng là chúng ta hài lòng với cái điều mà chúng ta sống. Hài lòng với cái chúng ta những gì mà chúng ta có. Chứ đâu có mà cái mà những cái điều mà tốt đẹp á, thì chúng ta lại không có trân trọng những cái mà người ta làm cho mình. Lại suốt ngày đi chỉ trích những cái mà suốt ngày con thấy là cái gì mà tham nhũng này kia nọ. Mà con nói thiệt với bác luôn á, là mấy ông tham nhũng này kia nọ thì mình nghe vậy thôi. Chứ rõ ràng nó đâu có ảnh hưởng tới mình. Đúng. Con thấy là nó không có ảnh hưởng tới tới gia đình con hoặc là ảnh hưởng tới công việc của con. Mình nghe nhiều khi mình nói là tỷ này tỷ kia này cái nọ, nhưng mà bản thân của mình thấy mình đâu có bị cái gì đâu. Chừng nào Đúng mà mấy rồi. ổng làm cái gì mà nó ảnh hưởng tới mình á, nó ảnh hưởng tới đời sống của nhân dân mình á, thì lúc đó thì mình hãy bảo vệ cái quyền lợi của mình mà mình hãy lên tiếng. Còn cái việc mà những cái người đó họ làm sai thì cuối cùng bác thấy không, người ta bị tịch Đó. thu tài sản và người ta vô tù, thậm chí có người bị tử hình. Cái Đó. đó là cái giá của họ phải trả. Giống như là một cái người mà người ta đi 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 ăn ăn cướp vậy đó, cuối cùng người ta cũng đi vô tù, người ta ngồi. Tại Đúng sao rồi. bao nhiêu cái công việc lương thiện mình không làm, mình đi làm những cái việc mà nó bất lương thì cuối cùng bị cái xã hội này nó lên án và người ta bắt mình, người ta bỏ tù thôi, cái chuyện đương À, nhiên rồi. cái vấn đề tham nhũng ấy thì chú nói là tham nhũng thì là tham, dù rằng tham nhũng tiền của nhà nước nhưng là nó cũng là tài sản của toàn dân, cái đó cũng ảnh hưởng đến nhân dân. Thế nhưng mà nhà nước ta, người ta tìm ra những cái tham nhũng đó, người ta đánh tham nhũng thì người ta phải tịch thu cái tài sản của người tham nhũng đó và người ta bỏ tù, có khi phải tử hình. Còn người dân chúng ta phải nói lên cái chính kiến của mình để khi đưa cái bọn tham nhũng đó ra tòa
người ta phải xử đúng người đúng tội để cho Dạ. được nhân dân hưởng ứng, có thế thôi. Dạ. Chứ chúng ta cũng không Đúng có rồi. đủ khả năng để moi ra cái tham nhũng kia của những ông nọ ông kia. Nhưng mà khi người ta tìm ra rồi thì chúng ta có quyền lên án, và chúng ta có quyền Dạ. nói lên cái chính kiến của mình, để khi ra tòa người ta đưa cái người đó ra, người ta khép một cái tội làm sao cho đúng người đúng tội, đúng pháp luật. Đấy. Thì được, sẽ Dạ. nhân dân hưởng ứng, có thế thôi. Đó. Dạ. Rồi. Cháu nói đi nhé, chỉ có mấy phút nữa thôi là hết giờ của chú rồi đấy, hết giờ 4 tiếng rồi đấy. Hôm nay là nói chuyện la lăng nhăng thôi nhưng mà nó cũng cũng dài, nhưng mà toàn nói chuyện lăng nhăng. Rồi thì nói thì sắp sắp hết giờ rồi, nói là nhắn lại với cái lũ lũ dân chủ cội á, rồi là cái lũ mà dân chủ cội nhắn lại với cái lũ mà bao que á, bên hải ngoại á, bây giờ có muốn biểu tình gì á thì đi về Việt Nam biểu tình đi, chứ đừng có ngồi bên đó ngồi một chỗ mà cứ ra rả về Việt Nam rồi cứ đưa người ta vô tù. Nói cho nghe này, ngày Quốc Khánh là ngày lễ lớn của Việt Nam, mà nếu mà cái lũ bọn bay mà cái lũ bọn bay mà định đi biểu tình này kia nọ đó, là cái tội tụi bay nó sẽ gấp đôi với ngày bình thường nha. Tại vì Đúng. cái ngày đó, cái ngày người ta là cái ngày người ta vui chơi, cái ngày để mà người ta nghỉ lễ, mà đem cái ngày lễ ra để mà xem là cái ngày để đi biểu tình, đi chống phá này cái nọ, thì thay vì ở tù 5 năm thì bây giờ mày ngày lễ mà mày đi biểu tình mày đập phá này nọ thì ở tù 10 năm á nha. Tụi bay liệu Đúng. hồn tụi bay á, Mà chúng sống ta mà phải tụi lên bay. án cái trường hợp đó, đó những trường hợp chống phá đất nước phải cho đi tử hình một số người thì bọn nó mới soạn, cứ nói thẳng đề nghị nhà nước và chính phủ phải cho một số những thằng cầm đầu đi biển tử hình, ra xử bắn cho nhân dân người ta nhìn thấy thì chúng nó mới soạn, có thế thôi. Thì mà sau là những cái họ nhìn thấy những cái gương đó họ và không dám phá rối nữa, thế thôi. Ở đây là chẳng có phải mà đàn áp hay là giết chóc gì hết á, mà tại vì các người sai, chứ bao nhiêu người đây sao ta không bắt mà đi bắt mình, tự hỏi vậy đi, bao bao nhiêu triệu người dân mà người ta không đi bắt, người ta đi bắt mình, thì lúc đó hãy tự hỏi lại bản thân của mình, bản thân của mình đang tự do dân chủ mà không có chịu, cứ đi đòi tự do dân chủ, thì khi vô tù ngồi rồi thì lúc đó sẽ hiểu cái tự do dân chủ là cái vấn là cái gì. Ở Đó. đây đang tự Giống như do này dân chủ thì không chịu. này, đòi tù nhân lương tâm muốn làm tù nhân lương tâm, muốn làm người tự do không muốn, để muốn làm tù nhân lương tâm để bọn nước ngoài nó tung hô, ngồi trong tù ở ngoài nước ngoài thì nó tung hô tù nhân lương tâm đó. Nó đang muốn là nó còn mơ là được khi mà tù nhân như lương tâm rồi được nước ngoài rồi rước đi nước ngoài đấy bác ơi, nó ngồi nó Không, mơ không tới còn mức như vé nữa vậy đâu, đó. Thấy đúng vào rồi, đấy nhưng không còn vé nữa đâu, hồi xưa thôi chứ giờ là hết rồi, đúng, bây giờ ngày là không xưa thì có còn bây được. giờ. Dạ. Cho những người dân là hoàn toàn là về phải suy nghĩ kỹ lại đi, hãy thấy những cái đám đông là nên ta nên tránh xa, và có trường hợp gì ta nghi vấn là ta báo ngay cho cái lực lượng an ninh ở đấy họ giải quyết ngay, dẹp ngay những cái loạn bọn là bạo loạn đó, để tránh đưa lên những cái bạo loạn lớn để ảnh hưởng đến đất nước, ảnh hưởng đến nhân dân. Đấy. Đấy rồi. Thế Dạ. cháu ơi, phải Dạ hết giờ rồi thì rồi. Ok.